khoảnh khắc đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định chiến tích lịch sử với ngôi số 1 Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar để giành HCV SEA Games thứ tư liên tiếp, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á. Tối 15 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 32 với Myanmar để hướng đến tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp, đồng thời là thứ 7 trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm tìm được bàn mở tỷ số ở phút 12 do công của Huỳnh Như. Sau đó chơi chắc chắn ở khoảng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng chung cuộc. Đánh bại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định ngôi hậu ở khu vực Đông Nam Á. Đây là tấm huy chương vàng thứ tư trong 5 kỳ đại hội gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đồng thời, chiến thắng tại SEA Games 32 cũng là bàn đạp về chuyên môn lẫn tinh thần để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới World Cup 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.